Thiện hiện nên biết đối với nghĩa lý thậm thâm như thế, Đại Bồ Tát có thể dựa vào nghĩa lý tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, suy nghĩ thật kỹ, quan sát so lường, như Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu đã dạy mà trụ, như Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu đã nói mà học. Đại Bồ Tát này do siêng năng tu học như vậy, do dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu chỉ khởi lên một tâm niệm, mà còn có thể lãnh thọ vô số, vô lượng, vô biên căn lành, vượt qua sanh tử luân hồi trong vô lượng kiếp, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Huống chi thường tu Bát Nhã Ba La Mật Đa không gián đoạn, thường trụ tác ý tương ưng bồ đề. Giống như người đam mê dục lạc cùng với thiếu nữ xinh đẹp yêu nhau cùng hẹn ước, nhưng thiếu nữ ấy gặp trắc trở không thể đến chỗ đã ước hẹn. Người này dục tâm hừng hẫy lan tràn, Thiện hiện ý ông thế nào, do đâu mà dục tâm người ấy lan tràn? Bạch Thế Tôn, do người nữ kia mà dục tâm người này bừng cháy lan tràn, khởi lên ý nghĩ, vì sao người ấy chẳng đến đây để cùng nhau vui chơi hưởng lạc? Thiện hiện ý ông thế nào, người ấy suốt ngày đêm đã khởi lên bao nhiêu dục niệm? Bạch Thế Tôn, suốt ngày đêm người này khởi lên rất nhiều dục niệm. Phật bảo, Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, khởi lên một niệm như Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu đã thuyết mà học, thì vượt qua số kiếp sanh tử lưu truyền, nhiều như số dục niệm của người đam mê dục lạc suốt cả ngày đêm. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát này nương theo nghĩa lý thâm sâu của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, suy nghĩ tu học mà được giải thoát và có thể ngăn cản những lỗi lầm của quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thế nên Bồ Tát nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, tín tấn tu học, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện hiện nên biết, nếu Đại Bồ Tát an trụ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu đã thuyết, trải qua một ngày đêm thì đạt được công đức. Nếu công đức này có hình tướng, thì hằng hà sa số 3.000 đại thiên thế giới chư Phật cũng không thể dung chứa hết. Giả sử có các công đức khác, nhiều như các sông Hằng đầy rẫy cả thế giới Phật 3.000 đại thiên, đem so sánh với công đức này, thì trăm phần không bằng một, ngàn phần không bằng một, cho đến không bằng một phần rất nhỏ. Hết quyển thứ 515.